Saint-Pierre là ngôi làng hẻo lánh ở phía đông nam Ba Lan, nằm cách thành phố Krakow khoảng 80 km. Saint-Pierre không có những khách sạn lộng lẫy và khu mua sắm sang trọng. Thay vào đó, ngôi làng nổi tiếng với những ngôi nhà được trang trí giống như cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Điều đó đã khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất tại Ba Lan. Truyền thống trang trí nhà cửa ở Saint-Pierre đã có từ cách đây hơn 100 năm. Vào thế kỷ thứ 19, các ngôi nhà trong làng đều đun củi nhưng lại không làm ống khói, khiến cho từng nhà cả trong và ngoài đều bị dính bồ hóng. Vì thế, những người phụ nữ ở Saint-Pierre đã sơn họa tiết sặc sỡ lên ngôi nhà để che mờ vết đen của bồ hóng và khói than. Ngày nay, cuộc sống hiện đại hơn, phụ nữ Saint-Pierre không còn phải xóa đi những vết bồ hóng nữa, song họ vẫn duy trì truyền thống trang trí nhà cửa cho đến tận bây giờ và trở thành một phần bản sắc của làng. Năm tháng trôi qua, những bức tranh ngày càng đa dạng sắc màu và công phu hơn. Ngoài trang trí tường, những cô thôn nữ ở Saint-Pierre còn sơn vẽ cả đồ nội thất, đồ trang trí. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên, hội họa và có kế hoạch đến Ba Lan, hãy một lần thử tới thăm ngôi làng hẻo lánh này để trải nghiệm. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Saint-Pierre chính là vào mùa xuân, khi hoa nở rực rỡ khắp nơi, biến ngôi làng thực sự trở thành làng cổ tích.